Người ta nói nhà là nơi mọi sông bão sẽ dừng lại sau cánh cửa. Chính vì thế, dù lúc trẻ bôn ba ra sao, ở tạm bợ thế nào, thì đến khi về già, bạn cũng sẽ phải tự lo cho mình một căn nhà để tránh mưa tránh nắng.